chào quý khán giả đang đến với chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý khán giả, qua ghi nhận của nhóm thực hiện chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long thì chúng tôi nhận thấy ở tại các phòng khám, các bệnh viện đa khoa trong khu vực có một số lượng khá đông bệnh nhân đến điều trị và nhập viện vì những chứng bệnh rất đặc trưng của mùa Tết, đó là những bệnh có liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa. Dù ngành y tế đã đưa ra rất nhiều cảnh báo, thế nhưng người dân vẫn còn chủ quan trong vấn đề phòng tránh những căn bệnh này. Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay xin mời quý khán giả cùng tìm hiểu về những căn bệnh này cùng với những biện pháp phòng chống nó một cách hiệu quả nhất. Hàng năm, trước, trong và sau Tết luôn là thời điểm các bệnh tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa dễ dàng bộc phát. Năm nay cũng không ngoại lệ. Tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, số lượng trẻ đến thăm khám và nhập viện điều trị vì rối loạn tiêu hóa tiêu chảy đã gia tăng rất nhiều, trên 30%. Đối tượng bị bệnh cũng rất đa dạng, trẻ từ 1 đến 2 tháng tuổi cho đến dưới 14 tuổi. Qua thực tế, rất nhiều phụ huynh cũng không biết vì sao trẻ lại bị rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy trong mùa này nhiều đến như vậy, trong khi gia đình lúc nào cũng chăm sóc cho các cháu rất kỹ. Con em được 6 tháng rưỡi rồi, nó bú sữa với ăn dặm bột thôi à. Tại hôm bữa em có ăn xong đó, cứ nghĩ là nó bị lạnh bụng nên nó ói, ói nhiều lắm. Rồi nó chuyển qua sốt luôn rồi mới vô đây nhập viện. Bé 2 tuổi rưỡi, mà ở nhà bé ăn cá chiên à, cơm với cá chiên á. Rồi nó bị, nó ói giấc tối á, giấc khuya nó ói, rồi sáng lại cái nó ỉa luôn. Em ở nhà thì em cho nó uống sữa như bình thường mỗi lần bữa vậy đó. Nhưng mà sao không biết, mình nghĩ sao mà em bé nó bị bệnh thì chắc không biết. Em mới sợ em đổi sữa, em không sợ chắc nó uống sữa đó, nó không chịu á. Nó ói rồi nó đự, nó nằm xuôi cò luôn. Rồi cái hôm qua đem bên cấp cứu bệnh nó truyền nước cho nó, rồi hôm qua nó thấy nó khỏe. Đối với trẻ nhỏ, khi bị rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy thì cái khó chịu nhất chính là đau bụng và nôn ói thường xuyên. Chính điều này dễ làm trẻ rơi vào tình trạng mất nước. Mà trẻ con thì lại không cảm nhận hết được sự thay đổi này. Nếu các bậc phụ huynh không biết cách bù nước kịp thời và hiệu quả thì dễ làm tình trạng bệnh của trẻ nặng lên. Sáng thường thường thì cho nó ăn cháo, rồi chưa cho ăn cơm, nhưng mà bữa nó tiêu chảy rồi không biết bác sĩ cho thuốc uống rồi không biết làm sao mà nó bị bệnh bụng lên á. Rồi đi chuyển lên đây cấp cứu. Ở nhà em cho nó uống nước mà nó uống ít xịu à. Dạ uống, nó không chịu, nó uống ít. Mức sống của người dân mình được nâng cao và dân trí cũng nâng cao, nhưng mà tuy nhiên thì một số phụ huynh cũng có những cái sai lầm về cái vấn đề hiểu biết và điều trị bệnh tiêu chảy, như là không dám cho uống nước. Khi đó thì cháu sẽ bị mất nước, và khi mất nước nặng thì sẽ đưa đến trụy tim mạch và có thể tử vong. Cái thứ hai nữa là bù nước nhưng mà không có đúng cái loại dịch, tức là chỉ cho cháu uống nước chín, không cho uống nước biển khô. Thứ ba nữa là có thể là do không dám cho ăn, không dám cho ăn do ăn kiêng, thì cháu sẽ bị hạ đường huyết, suy dinh dưỡng và không có khả năng để mà chống lại bệnh tật. Và thứ tư nữa là có thói quen là cho uống thuốc cầm tiêu. Lúc đó thì cháu nó có biểu hiện là bụng chướng do liệt ruột. Tuy không phải là bệnh nan y, nhưng trên thế giới, tiêu chảy lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nguy hiểm đến tính mạng cho người bệnh. Bên cạnh trẻ nhỏ thì người lớn cũng rất dễ rơi vào tình trạng rối loạn tiêu hóa trong mùa Tết. Có rất nhiều nguyên nhân cho sự gia tăng bệnh lý này, nhưng chủ yếu vẫn là nguồn lây bệnh qua từ đường ăn uống. Mùa Tết chính là thời điểm mà chúng ta nạp nhiều món ăn, mỡ, đường và sẽ khiến cho bao tử dễ dàng gặp vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, khó tiêu, đầy bụng. Uống nhiều loại nước có ga khác nhau, sử dụng nhiều hơn các loại thức ăn nhanh, thức ăn đường phố. Đó cũng là lý do ngành y tế đang tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, khuyến cáo người dân ý thức hơn trong vấn đề phòng bệnh vào thời điểm này. Kính thưa quý khán giả, qua ghi nhận vừa rồi thì chúng ta thấy rộ lên một cái nhóm bệnh có liên quan đến đường tiêu hóa là dễ dàng xảy ra trong dịp Tết này. Đó chính là rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy. Hai căn bệnh này xảy ra ở trẻ em và người lớn cũng như nhau. Vậy thì biện pháp phòng tránh ở đây là gì? Và khi mắc bệnh thì chúng ta cần phải áp dụng các nguyên tắc điều trị như thế nào mới là đúng? Xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Năm, phó giám đốc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để tìm hiểu về điều này nhé. Xin được chào bác sĩ Phan Văn Năm. Trước hết thì xin bác sĩ có thể vui lòng cho biết giữa rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy nó có mối liên quan gì với nhau và tại sao những căn bệnh này lại dễ dàng xuất hiện trong dịp Tết? Rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy đây là những bệnh lý đặc trưng ở người lớn và trẻ em. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng mà tập trung nhiều nhất là những cái thời tiết như là mùa đông xuân, đặc biệt là trong những ngày
trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Theo những công trình nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng có những lý do như sau. Thứ nhất là trong những cái ngày này, thời tiết và môi trường thuận lợi cho sự phát triển của siêu vi trùng đường ruột, đặc biệt đó là rotavirus, gây bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em rất là nhiều. Trong khi đó thì một số loại vi trùng đường ruột như là E. coli, Shigella, đây là những bệnh lý gây tiêu chảy cấp và gây kiết lỵ ở người lớn và trẻ em. Nhìn chung trong những ngày Tết thì sự đa dạng về thức ăn và sự tiếp xúc nhiều với những thức ăn mới lạ thì đây cũng là cái điều kiện thuận lợi để cho tiêu chảy cấp hay rối loạn tiêu hóa phát triển. Đồng thời chúng ta cũng tiếp xúc với nhiều loại thức ăn để lâu hay những thức ăn dự trữ lâu ngày. Đây là cái điều kiện môi trường, cũng là cái yếu tố thuận lợi để cho những cái bệnh lý rối loạn tiêu hóa dễ xảy ra. Rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy cấp thì nói chung cũng dễ nhận biết ở người lớn và trẻ em. Chúng ta nhận thấy những dấu hiệu sau đây. Thứ nhất là có những biểu hiện như là đau bụng. Đầu tiên thì người bệnh có thể cảm giác là đau bụng, tức hơi hoặc là cảm giác là chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu. Sau đó có thể đau bụng quặn từng cơn hoặc là đau bụng âm ỉ. Và sau khi đau bụng thì bệnh nhân có cảm thấy là bắt đầu có triệu chứng là ói mửa. Thì ói mửa có thể ói một hoặc vài lần, đôi khi ói rất là nhiều lần, có thể gây ra tình trạng mất nước và tiêu giải. Thưa bác sĩ Phan Văn Nam, như vậy thì nhân đây xin bác sĩ có thể vui lòng cho biết cái nguyên tắc điều trị căn bệnh này là như thế nào mới là đúng và hiệu quả. Đối với tiêu chảy cấp cũng như là bệnh rối loạn tiêu hóa thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải bù nước và điện giải, tránh tình trạng mất nước. Thì đầu tiên có thể chúng ta cho trẻ uống hoặc người lớn uống nước biển khô, nước dừa hoặc là nước cháo muối. Tiếp theo đó là nếu tình trạng mất nước nặng mà bù nước bằng đường uống không hiệu quả thì nên đưa người bệnh đến cơ quan y tế để có thể truyền dịch để tránh trường hợp mất nước. Còn nếu mà trường hợp nghi ngờ ngộ độc thức ăn thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải hạn chế ăn và có thể gây nôn, loại trừ các độc chất và đồng thời là hạn chế thì hấp thu các chất vào trong cơ thể. Nếu người bệnh có sốt, có nhiễm trùng thì khi đó chúng ta phải sử dụng kháng sinh cho phù hợp để tránh nhiễm trùng. Dịp Tết đang cận kề và rối loạn tiêu hóa cũng như tiêu chảy đang xảy ra rất là nhiều trong dân số. Vậy thì theo bác sĩ, người dân cần phải chú ý đến những vấn đề gì để chúng ta có thể phòng tránh tốt nhất hai căn bệnh này? Để phòng bệnh rối loạn tiêu hóa cũng như tiêu chảy cấp trong những ngày Tết được hiệu quả thì chúng ta nên tuân thủ những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất là chúng ta nên ăn chín uống sôi, không nên ăn những thức ăn tái và sống. Khi chế biến thức ăn thì chúng ta nên ăn ngay, đừng để qua đêm. Nếu mà chúng ta để qua đêm thì chúng ta phải hâm nóng trước khi ăn. Là không nên ăn nhiều các chất béo, chất ngọt, những thức ăn mà chúng ta ít thường ăn hoặc là những thức ăn mới lạ thì dễ bị dị ứng, chúng ta cũng hạn chế. Thứ ba là khi mà chế biến thức ăn thì chúng ta nên chọn những thực phẩm có nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng và chúng ta nên rửa tay trước và sau khi chế biến thức ăn. Thứ tư là vấn đề rửa tay, đây là vấn đề hết sức quan trọng và chúng ta nên rửa tay thường xuyên, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi tiêu. Rửa tay là một phương pháp phòng ngừa lây bệnh qua đường tiêu hóa rất là hữu hiệu, tuy nhiên nó còn phòng ngừa được các bệnh lây lan qua đường hô hấp. Dân xin được cảm ơn bác sĩ Phan Văn Nam với những thông tin đã chia sẻ trong chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Một nhóm bệnh cũng rộ lên rất nhiều tại các phòng khám, các bệnh viện đa khoa trong khu vực, đó là nhóm bệnh liên quan đến đường hô hấp, mà chủ yếu ở đây là đau đầu, đau nhức toàn thân, cảm sốt, khan tiếng, tắc tiếng. Tết, thời tiết đã ít nhiều thay đổi, ở miền Bắc, miền Trung thì lạnh, miền Nam thì sáng lạnh, trưa nóng. Chính những biểu hiện thời tiết và mùa này rất dễ tạo điều kiện cho các vi khuẩn ở đường hô hấp sinh sôi và lây lan cho cộng đồng, nên việc mắc phải các triệu chứng cảm cúm mà chúng tôi vừa nêu là khá phổ biến. Thực tế cho thấy cảm cúm gần như xảy ra quanh năm, tuy nhiên tập trung nhiều vào những lúc giao mùa khi mùa mưa bão kéo dài hoặc lập đông, thời tiết lạnh và có nhiều ẩm độ như hiện nay. Ai cũng có thể mắc phải căn bệnh cảm cúm. Tuy nhiên, người ta ghi nhận là trẻ em, người già, người có bệnh mãn tính là thường bị cảm cúm và mức độ cũng dễ nặng hơn. Đối với người dân, khi thấy bị cảm, nhức đầu, khó chịu, cơ thể quể quải, người bình thường cũng ít nhiều có thể chẩn đoán được là mình bị cảm cúm. Bởi căn bệnh này đã phổ biến đến mức trở nên quen thuộc và trong mắt mọi người cảm thấy không có gì là nguy hiểm cả. Thế nhưng cái đáng lo hơn là những bệnh cúm nguy hiểm cũng có triệu chứng tương tự như cảm cúm thông thường. Và đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính phải nhập viện trong mùa Tết vì căn bệnh này. Còn ở trẻ em, cảm cúm lại chính là những yếu tố nguy cơ dễ đưa trẻ rơi vào hen suyễn, thậm chí là viêm phổi nặng nề hơn. Đối với những trường hợp cảm cúm thông thường thì có thể là chúng ta điều trị tại nhà, ví dụ là cho ăn uống nhiều chất dinh dưỡng, uống nhiều nước thì cháu có thể tự qua khỏi. Nhưng mà cũng có một số trường hợp bội nhiễm phổi gây viêm phổi thùy hay là áp xe phổi
Và khi đó thì trẻ sẽ có triệu chứng là siêu hấp. Nếu không điều trị kịp thời thì sẽ đến dẫn đến tình trạng là nguy kịch và có thể là tử vong. Kính thưa quý khán giả, qua ghi nhận thực tế vừa rồi thì chúng tôi xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với Thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Thanh Tân, Phó Giám đốc của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Vĩnh Long, để chúng ta hiểu rõ hơn nguyên nhân vì sao mà cúm mùa lại xảy ra trong dịp Tết khá là nhiều và biện pháp phòng chống hiệu quả ở đây là gì nhé. Xin được chào bác sĩ Quỳnh Thanh Tân. Trước hết thì xin bác sĩ có thể giải thích nguyên nhân nào đưa đến hiện tượng cảm cúm trong mùa Tết lại gia tăng nhiều đến như vậy? Vào những cái tháng mùa đông thì khi thời tiết mình chuyển từ nóng sang lạnh, cơ thể con người ta chưa có kịp thích nghi. Hơn nữa khi mà vào những tháng mà thời tiết lạnh, khí hậu khô, hanh khô thì đây là một cái điều kiện thuận lợi để cho virus cúm phát triển để gây bệnh. Do đó mà những cái tháng mùa đông khi thời tiết lạnh, đặc biệt là những cái ngày gần Tết thì cái bệnh cúm sẽ tăng lên. Và theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng thì vào tháng 11, 12 âm lịch thì cái tình hình bệnh cúm nó tăng từ 10 đến 15% so với những cái tháng trước. Qua ghi nhận thực tế thì chúng tôi lại nhận thấy đối tượng mà dễ bị cảm cúm trong dịp Tết nhiều nhất là chính là trẻ nhỏ và những người lớn tuổi, đặc biệt là những ai có sẵn trong người những cái căn bệnh mãn tính rồi. Vậy thì nguyên nhân ở đây là gì thưa bác sĩ? Bệnh cúm nó xảy ra ở mọi đối tượng, từ trẻ em cho đến người lớn, nam hay nữ, ngay cả những người khỏe mạnh vẫn có nguy cơ mắc bệnh cúm. Tuy nhiên, đối với những người khỏe mạnh có sức đề kháng tốt thì sẽ ít bị cảm cúm hơn. Đối với những ngược lại, đối với những cái đối tượng như là trẻ em dưới 5 tuổi, người già trên 65 tuổi, hoặc là những cái người có bệnh lý mà mãn tính về tim, những bệnh lý đường hô hấp như là viêm phế quản mãn, là hen suyễn, hoặc những người đái tháo đường, những người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai, vân vân, thì những người này là những cái đối tượng mà dễ mắc cảm cúm hơn, do là cái sức đề kháng của họ yếu hơn. Đối với những cái đối tượng này là những cái đối tượng có nguy cơ bị cảm cúm, và khi có bị virus cúm thì cái diễn biến cũng như triệu chứng sẽ nặng hơn so với những người bình thường. Vậy thì nhân chương trình hôm nay, xin bác sĩ có thể vui lòng chỉ ra cho người dân thấy được cái dấu hiệu nào là dấu hiệu của những cái hiện tượng cúm nặng, đặc biệt là những cái chủng cúm mà bác sĩ vừa nêu. Kính thưa bà con, thì nhân tiện đây tôi cũng xin nói dài một cái dấu hiệu, những cái triệu chứng của những cái bệnh cúm mùa với cúm gia cầm do H5N1 để bà con tiện để mà nhận biết. Thì đối với cúm mùa thì cái biểu hiện nó đầu tiên là sốt, có thèm theo ớn lạnh, đau nhức cơ, nhức đầu, và cái diễn biến của bệnh thì nó sẽ từ từ, những cái dấu hiệu như là nhức đầu cũng như giảm, đau nhức cơ cũng giảm sau 2 đến 7 ngày thì cái bệnh nhân sẽ khỏi. Còn đối với cúm H5N1 mà chúng ta thấy thì cái về cái dịch tễ thì bệnh nhân đó phải có tiếp xúc với cái nguồn lây từ cái gia cầm bị bệnh. Thứ hai nữa là khi chúng ta bị nhiễm bệnh thì cái dấu hiệu như là sốt thì sốt rất là cao và sốt liên tục. Thứ hai nữa là đau vùng nhãn cầu và đau và nhức đầu thì cũng rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì biểu hiện của đường hô hấp rất là nhanh chóng, bệnh nhân khó thở, ho, đau họng, và nhanh chóng đưa đến cái suy hô hấp do cái viêm phổi nặng và nguy hiểm hơn, có thể dẫn đến tử vong. Mùa Tết đang đến và cảm cúm cũng đang xảy ra khá là nhiều. Vậy thì theo bác sĩ, người dân cần phải phòng tránh căn bệnh này như thế nào mới là hiệu quả nhất? Cái thứ nhất là chúng ta biết là cái bệnh cúm là một cái bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Thứ nhất là nó lây trực tiếp khi mà chúng ta tiếp xúc với người bệnh nói chuyện, dằn những cái giọt nước ra từ cái người bệnh. Thứ hai là chúng ta lây truyền qua đường gián tiếp và qua sử dụng chung những cái vật dụng của người bệnh. Do đó mà cái biện pháp mà chúng ta phòng chống bệnh cúm là, thứ nhất, chúng ta phải thường xuyên vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch, và việc tránh tối đa cái việc mà đưa tay lên chùi mũi, chùi mắt, chùi miệng. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên sử dụng những cái dung dịch sát khuẩn đường mắt, mũi, miệng, và nên mang khẩu trang khi đến những cái chỗ đông người. Thứ ba nữa là chúng ta nên ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với tập thể dục để mà tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật. Thứ tư là chúng ta nên tạo cho nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, và chúng ta cũng nên thường xuyên sử dụng những cái dung dịch sát khuẩn thông thường để lau bàn ghế, sàn nhà, những tay nắm cửa, vân vân. Và cái cuối cùng là chúng ta phải sử dụng vaccine để phòng bệnh, vì đây là một cái biện pháp chủ động
phòng ngừa có hiệu quả nhất hiện nay. Xin được cảm ơn bác sĩ Quỳnh Thanh Tân với những thông tin vừa rồi. Kính thưa quý khán giả, chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây cũng xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tuần sau.